Phần thứ ba, bác sĩ và tên cướp biển. Bác sĩ Ibolic chờ đón vị khách mới. Ven biển có rất nhiều đá, những mỏm đá to tướng và nhọn hoắt. Nếu con tàu nào va phải chúng sẽ bị tan ra từng mảnh. Vào những đêm thu mịt mùng, tàu bè phải ghé vào bờ biển tối tăm đầy những mỏm đá lởm chởm và nguy hiểm đó. Thật khủng khiếp. Người ta dựng những tháp đèn bên bờ biển để những con tàu khỏi vỡ tung vì đâm vào đá. Đèn biển là một ngọn tháp cao, trên đỉnh tháp có những ngọn đèn cháy sáng. Ngọn đèn sáng đến nổi từ rất xa, các thuyền trưởng đã nhìn rõ và vì vậy không thể lạc đường. Đèn biển soi sáng biển cả và chỉ đường cho tàu bè qua lại. Ở thành phố Bindemonte, nơi bác sĩ Abelic đang sống, trên một ngọn núi cao cũng có ngọn đèn biển như thế. Thành phố Bindemonte được xây dựng ngay bên bờ biển. Từ biển vào, có ba vách đá án ngữ và thật bất hạnh cho con tàu nào va vào chúng tàu sẽ vỡ tan ra từng mảnh và tất cả những người trên tàu sẽ bị nhấn chìm xuống đáy biển do vậy nếu các bạn muốn ghé tàu vào binda monte chớ nên quên nhìn vào ngọn đèn biển từ rất xa đã nhìn rõ ngọn đèn trên tháp cứ đêm đêm bác da đen già tên là jumbo người gác đèn biển lại thắp sáng ngọn đèn này Bác Rambo sống trên tháp đèn đã nhiều năm. Bác đã già, tóc bạc, nhưng vui tính và phúc hậu. Bác sĩ Iberlick rất yêu mến bác. Một lần, bác sĩ Iberlick bơi thuyền đến cây đèn tìm gặp bác Rambo. Chào bác Rambo, bác sĩ Iberlick nói. Tôi đến đây có việc muốn nhờ bác. Hôm nay bác làm ơn thắp ngọn đèn sáng nhất trên tháp để trên biển sáng hơn. Hôm nay, bác thủy thủ Robinson sẽ cập bến thăm tôi. Tôi muốn rằng con tàu của ông ta không bị vỡ vụn vì đâm vào vách đá. Được rồi, bác Rambo nói, tôi sẽ hết sức cố gắng. Bác thủy thủ Robinson từ đâu đến đây với bác? Bác ấy từ châu Phi mang về cho tôi con đích hai đầu bé bỏng. Con đích à? Đích nào vậy? Có phải Đích là con của con kéo đẩy nhà bác không? Đúng, chính Đích là con của nó. Con vật còn rất bé. Lâu nay con kéo đẩy rất buồn vì thiếu Đích. Và tôi đã nhờ bác Robinson sang châu Phi để mang nó về đây đấy. Thế thì con kéo đẩy của bác hẳn là mừng lắm. Tất nhiên rồi, suốt 11 tháng nay nó không được thấy đích. Nó đã chuẩn bị cho con đích cả đống quà, nào là bánh mật ong, nho khô, nào là cam, hạt dẻ, hồ đào, kẹo. Và hôm nay, từ sáng sớm nó đã chạy đi chạy lại trên bờ, cả bốn mắt đều hướng ra biển. Nó nóng lòng chờ đợi giây phút bóng dáng con tàu quen thuộc xuất hiện phía chân trời. Đêm nay, Robinson sẽ tới nơi, chỉ cầu mong cho con tàu của ông ta không vỡ tung vì đâm vào vách đá. Bác đừng quá lo lắng. Cứ yên tâm, bác Sambô nói, không chỉ một hoặc hai ngọn đèn mà tôi sẽ đốt cả bốn ngọn đèn trên tháp đèn. Tất cả sẽ sáng như ban ngày. Robinson sẽ nhìn rõ đường để lái tàu và con tàu sẽ bình yên vô sự. Xin cảm ơn bác Sambô. Nói rồi, bác sĩ Alberic bơi thuyền về nhà. đèn biển về đến nhà bác sĩ abelic bắt tay ngay vào công việc hôm đó bác rất nhiều việc những chú thỏ dơi cừu chim ác là lạc đà ở rất xa con thì đi con thì bay đến nhờ bác sĩ chữa bệnh con này đau bụng con kia đau răng bác sĩ đã chữa khỏi cho tất cả và chúng ra về rất vui vẻ. Buổi tối, bác sĩ nằm nghỉ trên đi văn và thiêu thiêu ngủ. Trong mơ, bác thấy gấu trắng, sư tử biển và hải cẩu. Bỗng một chú hải âu bay vào cửa sổ, đến bên bác và kêu to, Bác sĩ ơi, bác sĩ! Bác sĩ tràn tỉnh dậy, cái gì vậy? Bác hỏi, chuyện gì xảy ra thế? Trikuru -tri tiếng muông thú có nghĩa là ngoài kia trên đèn biển không có ánh sáng cháu nói sao bác sĩ kêu lên vâng ạ à, trên đèn không thấy có ánh sáng đèn biển tắt ngấm và tối om điều gì sẽ xảy ra với những con tàu đang tiến vào bờ hở bác chúng sẽ bị vỡ tung vì đâm vào đá mất thôi thế bác gác đèn đâu bác sĩ hỏi bác jumbo đâu tại sao bác ấy không chăm đèn yêu anh đề yêu anh đề hải âu trả lời cháu không biết ạ à, cháu không biết ạ à. cháu chỉ biết trên tháp đèn không có lửa thôi đến cây đèn mau bác sĩ quát to nhanh lên nhanh lên phải bằng mọi cách thắp cho được ngọn đèn sáng nhất trên tháp đèn nếu không sẽ có nhiều tàu đâm vào đá vỡ tan tành trong đêm tối bão bùng này. Tàu của bác Robinson sẽ ra sao? Số phận con đích sẽ thế nào? Bác sĩ chạy đến con thuyền của mình, vớ lấy mái chèo và cố hết sức bơi về phía cây đèn. Đến đó còn khá xa, con thuyền trao đảo trên những đợt sóng. Mỗi phút, nó đều có thể bị vỡ tung và chìm sâu xuống biển mặt biển đen ngòm và khủng khiếp. Nhưng bác sĩ Abelic không sợ gì hết. Bác chỉ nghĩ làm sao đến được cây đèn biển càng nhanh càng tốt. Bỗng vịt Kika bay ngang qua và từ xa đã gọi to. Bác sĩ ơi, bác sĩ, cháu vừa nhìn thấy con tàu của bác thủy thủ Robinson trên biển. Con tàu dương hết các cánh bườm và đang lao như bay vào các vách đá nếu trên đèn biển không có ánh sáng con tàu sẽ bị vỡ tan và mọi người sẽ bị chết chìm dưới biển ôi sự bất hạnh khủng khiếp quá bác sĩ kêu lên con tàu đáng thương thật đáng thương nhưng không chúng ta nhất định không để con tàu bị tiêu tan được chúng ta sẽ cứu nó chúng ta sẽ đốt lửa trên tháp đèn bác sĩ nhấn mạnh mái chèo con thuyền vung vút lao về phía trước. Chú vịt bơi theo sau thuyền. Bỗng bác sĩ gọi rất to. Igulut, Igalut, Katalaki. Tiếng muôn thú có nghĩa là Hãy Âu, Hãy Âu, cháu hãy bay ngay đến con tàu và cố gắng ghìm nó lại để nó khỏi lao nhanh như thế. Nếu không, ngay bây giờ nó sẽ đâm vào vách đá, vỡ tung. Kandaloma, Hải Âu trả lời rồi lao vút ra biển mênh mông và bắt đầu gọi các bạn của mình. Nghe thấy tiếng kêu báo động của Hải Âu, bè bạn xa gần từ các nơi bay đến. Cả đàn liền bay đón đầu con tàu. Con tàu đang lao nhanh trên những đợt sóng. Tất cả tối đen như mực. Trong bóng tối mịt mù đó, người lái tàu không nhìn thấy gì hết và cũng không đoán biết rằng ông đang đưa con tàu lao thẳng vào vách đá. Ông bình thản đứng sau tay lái, miệng huyết sáo vang một bài rất vui. Trên chiếc cầu nhỏ cách đấy không xa, chú đích bé nhỏ đang nhảy nhót và reo to. Ta sẽ được thấy bố ngay bây giờ, bố sẽ cho ta chén bánh mật ong ngon tuyệt. Ba vách đá dựng đứng đã ở rất gần nếu như bác lái biết mình đang lái con tàu đi đâu chắc chắn bác sẽ quay lái và con tàu sẽ được cứu thoát nhưng trong bóng tối dày đặc bác lái tàu không nhìn thấy ba vách đá và đang đưa con tàu đến tai nạn không sao tránh khỏi bỗng một đàn hải âu đông nghịch lao thẳng vào người lái chúng dùng những chiếc cánh dài đánh vào mặt và mắt bác chúng mổ vào hai tay bác và cả đàn tìm mọi cách đuổi bác ra khỏi tay lái. Bác lái tàu không biết rằng đàn hải âu muốn cứu con tàu. Bác nghĩ chúng tấn công như những kẻ thù và bác kêu to, cứu tôi với! Các thủy thủ nghe thấy tiếng kêu cứu của bác liền chạy lại và đánh đuổi đàn hải âu. Bác bồ Trong khi đó, bác sĩ Iberlick vẫn mãi miết chèo thuyền lao về phía trước. Cây đèn biển đây rồi, mặc dù nó đứng trên đỉnh núi cao, nhưng bây giờ không nhìn thấy gì hết vì xung quanh là bóng tối mịt mùng. Bác sĩ leo lên núi và lần mở cửa vào cây đèn. Cánh cửa bị khóa chặt, bác sĩ đạp cửa, vẫn không động tĩnh Chẳng có ai mở cửa Bác sĩ gào to Bác Rambo, Mở cửa mau lên! Không có ai trả lời. Làm thế nào bây giờ? Trời ơi, phải làm sao đây? Còn con tàu, cứ mỗi lúc một tiếng gần vào bờ. Chỉ ít phút nữa, nó sẽ tan tành mây khói trước những mỏm đá gớm ghét kia. Không thể chậm trễ được, bác sĩ lấy hết sức, dùng vai, lao vào cửa. Cánh cửa bị bật tung, bác sĩ lao vào trong cây đèn chú vịt kỳ ca lạch bạch chạy theo sau. Trên tàu, các thủy thủ tiếp tục chống chọi với đàn hải âu. Đàn hải âu cố ghiềm con tàu lại càng lâu càng tốt. Hy vọng bác sĩ đủ thời gian đến được cây đèn biển. Chúng sẽ vui sướng biết bao vì đã ghiềm được con tàu. Mong sao bác sĩ đến cây đèn kịp và thóp lên những ngọn đèn sáng rực. Nhưng khi đàn hải âu vừa bay đi, con tàu lại chạy tiếp sóng biển đưa con tàu vung vút lao thẳng vào những vách đá dựng đứng tại sao bác sĩ không đốt lửa lên nhỉ trong khi đó bác sĩ Ibolik đang khẩn trương lần theo cầu thang xoắn trôn ốc lên đỉnh tháp đèn trong tháp tối như bưng bác phải dò từng bước bỗng bác vấp phải vật gì to tướng suýt nữa bác bị ngã lộn nhào cái gì thế nhỉ bao dưa chuột chăng? Hay cái hòm? Chẳng lẽ lại là người? Đúng rồi, một người nằm dài trên cầu thang, hai tay gian rộng. Nhất định đây là bác gác đèn biển Rambo rồi. Bác Rambo phải không? Bác sĩ hỏi. Người nằm đó không trả lời. Bác ta chết rồi chăng? Có thể bọn cướp biển đã giết bác, hay cũng có thể bác ta bị ốm, hay say rượu, Bác sĩ muốn ghé tai sát người bác Rambo xem tim ông còn đập không. Nhưng nhớ đến con tàu, nên bác lại lao theo cầu thang. Phải thật nhanh, nhanh hơn nữa. Chăm đèn lên, cứu lấy con tàu. Mỗi lúc, bác sĩ một cao hơn, cao hơn, cao hơn nữa. Ngã nhào, nhõm dậy, rồi lại chạy tiếp. Chiếc cầu thang mới dài làm sao? Bác sĩ thấy chóng mặt, đầu óc quay cuồng nhưng cuối cùng bác sĩ đã lên được đỉnh tháp nơi có những cây đèn bây giờ bác chỉ còn châm đèn ngọn đèn sẽ sáng rực trên mặt biển và con tàu sẽ được cứu thoát bỗng bác sĩ kêu thất thanh tôi chết rồi làm sao bây giờ tôi quên mất diêm rồi trời ơi bác không có diêm ạ à? vịt kika kinh ngạc hỏi không có diêm bác làm sao châm lửa lên tháp đèn được bác quên mất diêm ở trên bàn rồi cháu ạ à. bác sĩ rên rỉ và òa khóc một cách cay đắng có nghĩa là con tàu sẽ bị tiêu tan vịt thốt lên ôi con tàu đáng thương đáng thương quá không không chúng ta sẽ cứu được tàu vì ở đây trong cây đèn này có diêm chúng ta nhất định tìm được diêm ở đây tối quá bác ạ à. vịt nói chúng ta sẽ chẳng tìm được gì đâu có một người đang nằm trên cầu thang đấy bác sĩ nói cháu hãy chạy lại tìm trong túi ông ta xem nhé vịt chạy đến chỗ người đang nằm lục tìm tất cả các túi áo túi quần của ông ta không có bác ạ à. vịt kêu to tất cả các túi của ông ta đều không có gì hết làm thế nào bây giờ Bác sĩ đáng thương lẩm bẩm. Không lẽ con tàu lớn như vậy với tất cả các thủy thủ trên đó lại phải chết trong khoảnh khắc chỉ vì ta không có một que diêm nhỏ hay sao? Chim yến Bỗng nhiên, bác sĩ Abolic nghe thấy những âm thanh gì đó. Hình như đâu đây có tiếng chim rút rít. Chim yến đấy, bác sĩ nói. Cháu có nghe không? Đó là tiếng hót của chim yến. Nào ta đi tìm chim yến, hẳn nó biết diêm ở đâu. Bác sĩ lần cầu thang đi xuống, tìm buồng ở của bác Rambo, nằm dưới tầng hầm. Bác sĩ chạy lại phía buồng và gọi to. Kinderlock! Tiếng muôn thú có nghĩa là Diêm ở đâu? Chim yến ơi! Diêm ở đâu? Trích Chim yến nói Trích Trích trí Bác làm ơn lấy khăn phủ lên lòng hộ cháu với. Ở đây gió lùa lạnh quá mà cháu mảnh khảnh thế này. Cháu rất sợ bị cảm lạnh. Trời ơi, cháu sẽ bị sổ mũi mất. Không biết bác già đèn Rambo đi đâu. Chiều nào bác ấy cũng lấy khăn phủ lên lòng cho cháu. Nhưng bữa nay sao bác ấy lại quên cơ chứ? Đấy, ông già Rambo chẳng tốt bụng chút nào. Cháu có thể bị cảm lạnh chiếc khăn trên tủ ngăn đằng kia bác ạ à, chiếc khăn len xanh ấy mà diêm 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 đâu bác sĩ quát to diêm ở trên bàn cạnh cửa sổ nhỏ đi bác ạ à. nhưng sao gió lùa khiếp quá cháu gầy gò thế này khéo bị cảm lạnh mất bác làm ơn lấy khăn phủ hộ cháu với khăn ở trên nhưng bác sĩ abolic không còn bụng dạ nào để nghe chim yến nữa bác vớ lấy bao diêm và lại lao ngược lên cầu thang. Vịt kỳ ca vẫn chạy lạch bạch theo ông. Trên cầu thang, bác sĩ gặp chim hải âu vừa bay vào cửa sổ. Nhanh lên bác sĩ ơi, nhanh lên! Hải âu kêu to, chỉ phút chốc nữa là con tàu sẽ tan tành. Nó đang lao thẳng vào những vách đá lớn khủng khiếp mà chúng cháu không sao ghiềm nổi được nữa. Tên cướp biển Benalic tẩu thoát Nghe Hải Âu nói, bác sĩ im lặng. Bác lại chạy và chạy tiếp lên cầu thang. Từ xa vọng đến tai bác, những tiếng kêu rất thê thảm. Đó là tiếng khóc than của con kéo đẩy trên bờ biển. Rõ ràng, nó không còn hy vọng gặp được con đít bé bỏng của mình. Bác lên cao, lên cao, cao nữa, và cuối cùng, bác lại lên đến đỉnh tháp. Bác lao nhanh vào phòng kính, rút một que diêm và bằng hai bàn tay run rẩy châm bùng ngọn đèn to tướng sau đó bắt châm ngọn thứ hai thứ ba rồi thứ tư luồng ánh sáng chói rực bỗng chốc soi rõ những mỏm đá to nhọn hoắt mà con tàu đang băng băng lao tới trên tàu bỗng vang lên tiếng kêu lớn vách đá vách đá lùi lại lùi lại chúng ta đang lao vào đá quay tàu lại nhanh lên trên tàu đã phát lệnh báo động những tiếng huýt sáo tiếng còi tiếng chuông vang động tiếng chân chạy huỳnh huỵch ngược xuôi của các thủy thủ và mũi tàu nhanh chóng quay sang hướng khác ra xa dần những vách đá và những mỏm đá khủng khiếp rồi từ từ đi vào cửa biển an toàn con tàu đã được cứu thoát nhưng bác sĩ abelic chưa nghĩ đến việc rời khỏi cây đàn ngay vì ở đó trên cầu thang còn bác da đen jumbo đang nằm bất tỉnh nhân sự cần được sự giúp đỡ liệu bác ta còn sống hay đã chết chuyện gì đã xảy ra với bác ấy nhỉ tại sao bác ấy không thắp đèn bác sĩ cúi sát người bác da đen và nhìn thấy trên trán bác ta có một vết thương sâu hoắm. Bác Bô! bác Bô! Bác sĩ lay gọi to, nhưng bác da đen vẫn nằm yên bất động. Bác sĩ rút trong túi ra một chai thuốc và đổ tất cả số thuốc đó vào mồm bác da đen. Thuốc có công hiệu ngay. Bác da đen từ từ mở mắt. Tôi ở đâu thế này? Tôi làm sao thế? Bác Bô hỏi. Hãy đưa tôi lên tháp đèn nhanh lên, tôi phải châm những ngọn đèn trên đó. Bác cứ bình tâm đi, bác sĩ nói. Đèn trên tháp đã cháy sáng, chúng ta đi nào, tôi đưa bác về giường nằm nghỉ. Đèn biển đã cháy sáng rồi à, ôi tôi vui sướng quá. Bác Rambo thốt lên và vỗ tay hồ hởi. Xin cảm ơn bác sĩ quý mến, bác đã chăm hộ tôi cây đèn, bác đã cứu những con tàu khỏi bị vỡ và bây giờ bác lại cứu tôi. Chuyện gì đã xảy ra với bác? Bác sĩ Iberlick hỏi. Tại sao bác lại không đốt đèn trên tháp? Ôi, tai họa đã đến với tôi. Bác Sambo thở dài trả lời. Tôi đang đi lên cầu thang thì một người chạy đến. Bác có biết ai không? Tên Benalik. Đúng, đúng. Tên cướp biển mà bác đã buộc phải sinh sống trên một hòn đảo hoang ấy tên Bác sĩ thốt lên kinh ngạc. Chả lẽ y lại ở đây sao? Đúng, y đã vượt đảo hoang trên một con tàu nào đó, qua các biển và các đại dương. Hôm nay đã về đến đây, đến thành phố Bindemonte này. Về đây, về Bindemonte. Vâng, đúng như vậy. Y lập tức chạy đến cây đèn và dùng thanh tre đánh vào đầu tôi chính vậy mà tôi ngã lăn trên những bậc thang bất tỉnh thế tên cướp đó đâu rồi tôi không biết nhưng chim yến hót ríu rít benalib chạy đi rồi chạy đi rồi chạy đi rồi chim yến nhắc đi nhắc lại không ngớt cháu đã nhờ y lấy khăn che lòng cho cháu vì cháu sợ cảm lạnh sức cháu yếu ớt thế này nhưng y hắn chạy đi đâu bác sĩ quát lên hắn chạy vào núi theo con đường venturi ấy chim yến nói hắn muốn đốt nhà bác giết hết những con thú của bác và cả bác nữa nhưng cháu cảm thấy sắp bị sổ mũi móc cháu mảnh mai thế này cháu không chịu được gió lùa mỗi lần nhưng bác sĩ không nghe hết lời chim yến bác lao đuổi theo tên cướp biển với bằng mọi cách tìm cho được tên cướp biển gian ác đó và đưa nó trở lại đảo hoang. Nếu không, y sẽ đốt trùi cả thành phố và hành hạ giết hết thu vật mất. Bác sĩ chạy hết tốc lực theo những đường phố, vượt qua những quảng trường, những ngã tư. Gió hất tung cả chiếc mũ trên đầu bác. Trong đêm tối, bác sĩ va phải hàng rào, ngã lộn xuống rãnh nước. Mặt mũi bác bị những cành cây cào nát, từ bên má một dòng máu tuôn ra nhưng bác không để ý gì đến chúng mà vẫn tiếp tục chạy theo con đường vanturi trải đá phải nhanh lên nhanh nữa sắp đến rồi sao chỗ ngoặt kia là cái giếng quen thuộc và qua đường không xa cái giếng ngôi nhà nhỏ bằng đá của bác sĩ abolic trong đó ngoài bác ra còn có những con thú nữa phải nhanh lên lao nhanh về phía đó Bác sĩ Ibolic bị bắt Đột nhiên, một người lao đến bác Ibolic và dán một đòn cực mạnh vào vai bác. Đó là tên cướp Benalic. Xin chào bác sĩ! Y nói và phá lên cười với một tiếng cười mang rộ. Thế nào, ông không đợi gặp tôi ở thành phố này đấy chứ? Và cuối cùng, ta phải thanh toán với nhà người đôi mắt y lông lên hung dữ và y túm cổ bác sĩ ibolik quăng xuống giếng sâu trong giếng rất lạnh và tối ôm bác sĩ suýt bị chết sặc vì nước tác di tét bác sĩ kêu to tác di tét nhưng chẳng ai nghe thấy tiếng bác làm sao bây giờ phải làm gì đây phải làm gì đây tên benalik đốt nhà bác cả những con thú trong nhà sẽ cháy rụi. cá sấu, khỉ chi chí, vẹt carudo, cả vịt kika và cú bumba. bác sĩ dùng tất cả sức lực còn lại và cố kêu thật to. tác chi tét, tác chi tét. nhưng cả lần này cũng không ai nghe thấy bác. còn tên cướp biển càng phá lên cười to hơn, khả ố hơn rồi y lao về phía ngôi nhà của bác sĩ Abolic. Tất cả những con thú, cả to lẫn nhỏ, đều ngủ rất say. Từ xa, đã nghe thấy tiếng ngáy vô tư của chú cá sấu. Tên cướp, tay cầm bao diêm, nhẹ nhàng tiến đến sát ngôi nhà. Y bật diêm, và ngôi nhà bốc cháy. Cháy, cháy, tình benalic cười khoái trá và bắt đầu thích thú nhảy múa xung quanh ngôi nhà đang cháy thế là cuối cùng ta đã trả được mối hận đời với lão bác sĩ đê tiện đó lão sẽ nhớ tên cướp biển benalic này còn bác sĩ vẫn ngồi dưới giếng nước ngập đến cổ bác khóc và kêu cứu liệu cứ để tên cướp biển benalic thiêu hết những người bạn đáng yêu của bác còn bác Suốt đời, suốt đời Ngồi lì dưới cái giếng khủng khiếp này hay sao? Không, không thể thấy được Và bác sĩ lại kêu to Tát gì tét, tát di tét Tát di tét Tiếng muôn thú có nghĩa là cứu tôi với Chẳng ai nghe thấy tiếng kêu của bác Bác sĩ lại gọi tiếp Gọi nữa, gọi mãi Nhưng tiếng kêu của bác Lọt ra ngoài chỉ có tiếng rì rào, nho nhỏ mà thôi. Thật may mắn, có một chú ếch xanh già sống trong giếng nhiều năm nay. Ếch chui từ kẻ đá ẩm ướt ra, nhảy phóc lên vai bác sĩ và nói Kính chào bác sĩ, sao bác sĩ lại ở trong cái giếng này ạ? À? Bác bị tên cướp biển và cướp đường Benalik ném xuống đây. Bây giờ bác cần phải ra khỏi nơi này cháu làm ơn chạy đi gọi giúp bác đàn xéo lại đây thôi bác hãy ở lại đây ớt nói ở đây thật thú vị vừa ẩm vừa mát vừa ướt át nữa không không bác sĩ nói bác cần chạy khỏi đây ngay bây giờ bác sợ nhà bị cháy sẽ thiêu hết những con thú đáng yêu mất có thể đúng là bác không nên ở lại giếng Ớt nói rồi nhảy ra khỏi giếng, lao nhanh đến đồng lầy và gọi đàn sếu.